Xong mình sẽ gọi Ben qua thực hiện tiếp. Trời ơi, chỗ này biết con bán ok vậy ta. 0355705 0355705705. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ gọi. Cái chỗ này là gần nhà mình luôn. Cái nằm ngay quận 11 luôn. À, alo. À, cho hỏi phải chỗ bán đun dừa không ạ? À? Nghỉ lâu rồi cậu ơi. Rồi, rồi, cảm ơn chị. Rồi, nghỉ lắm rồi. Rồi, mình đặt chỗ khác. Rồi, bây giờ mình đã tìm chắc chắn được cái địa chỉ rồi, bây giờ mình sẽ gọi. Đây hơi xa, chắc nửa tiếng nữa mới vào tới quá. Rồi, mình sẽ gọi đặt. À, cho bán đun dừa đúng không ạ? À, anh ơi, mình có giao hàng không ạ? Em bây giờ em đặt 20 con á anh. Em cứ cho địa chỉ đi, em kêu shipper. Ờ, 20 con miễn phí ship ạ. Rồi, ok anh, gì có gì nhắn địa chỉ, phải anh giao liền giùm em nha. Rồi, ok, quận 11. Rồi. Ok, bây giờ mình đã đặt hàng xong rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi. Và trong cái thời gian chờ đợi thì mình sẽ gọi cho bạn Tôn Ngộ Không Xuân Kiều qua. Ok nha. Đun dừa hả chị? Đun dừa nè Sang ơi. Đun dừa. Ủa, cái này là còn sống hả vậy? Rồi, cảm ơn chị nha. Dạ. Lấy 180 đúng không? Rồi. 200. Được 20. Chị đưa 200 rồi, ok, chính xác. Rồi, cảm ơn nha. Rồi, mình đã chuẩn bị xong cái gì tô nước mắm rồi, chưa biết ăn sao. Bây giờ mình sẽ hỏi cái chỗ mà bán người ta chỉ mình cách ăn. Ủa anh Sang, cái này em tưởng người ta sẽ làm cho mình hết rồi, mình bỏ hết thôi chứ. Rồi đâu biết đâu, ăn sống luôn em. À, chắc người ta làm cái này để nó còn sống, tới mình tự pha chế. Rồi, hỏi chứ chưa ăn bao giờ. Ờ, em mới vừa nhận được rồi anh ơi. Ờ, mà anh cho em hỏi, tại em mới ăn lần đầu á, chỉ em giờ mình ăn sao anh? Rửa sạch đúng, mình lấy từng con mình rửa sạch hết, mình bỏ vô thau hay sao anh? Dạ. Là bỏ chung vô chén nước mắm luôn hay là để mình chấm sao? Là mình ngâm nó 1 phút, 2 phút. Rồi, 1 phút. Rồi, ok. Cắn cái đầu bỏ hả? Ủa anh, ví dụ mình ăn cái đầu được không anh? Đầu dai, anh gì? Đắp anh gì? Đầu dai lắm hả? À, đầu cứng hả? Dạ. Dạ. Vậy là coi như mình rửa bằng nước sạch bình thường là được phải không? Ừ, nó sai nha. Nước là nhận sai đó. Rồi, nó bằng cái dừa mà. Ờ, à, mình ăn dừa luôn được không anh? Dừa đâu anh, tập trời. Dạ. Dạ, em dẫn. Thử ăn dừa luôn. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, dạ, dạ. Là anh dừa luôn á. Anh dừa. Ai thua anh nghe chứ anh luôn hả? Ai thua anh này luôn. Phải không anh dừa luôn. Hôm nay là thằng Thánh ăn. Nè Thánh nè, hai Thánh. Thằng Thánh mới ăn được đúng không? Rồi ok, mình bắt đầu mình sẽ rửa. Đi chùa ấy. Rồi bây giờ để anh lấy một cái tô ra xong mình ló tôm. Sếp lấy mấy con này bỏ vô đây đem đi rửa. Okay. Bắt mỏ đi. Mất em. Nó cắn mình không nhỉ? Ai biết. Ừ, cái nhìn nó bự quá, nó bự ngón tay luôn á. Em mất đi. Con này chắc nuôi mập quá nha. Ừ, mất
Nó cắn không vậy ta? Nó muốn dòi quá. Đâu rồi? Sổ phải thì sao nó bự quá vậy ta? Đừng bắt lộng sổ lông. Nhưng mấy con thịt sùng quá nè. Sao con này nó bự quá nè. Chị em bình thường gì đâu. Bữa nãy nhiêu con nhỉ? 20 con. Sao anh bóc đi ngoài nhiêu vậy? Chị anh bóc đi. Đúng rồi, đang quay qua chị luôn nè. Thôi đừng quay chị, chị đẹp lắm. Chút nữa lấy ghế cho chị ngồi vô cho chị ăn luôn. Chị nói gì, chị thấy con này chưa? Thấy rồi. Mà chị có ăn chưa? Ăn chưa. Đi nãy cửa. Bán có 5-6 ngàn. Đi nãy cửa đi chị. Ngon lắm. 5-6 ngàn ngon lắm. Cái đường gì á? Dạ. Ừ. Chị ăn thử không? Nói lại, ngon lắm. Em nghe nói vậy đó, em nghe nói ngon lắm. Em nghe nói nên em mua thử nè. Chị ơi, mua thử đâu chị? Thôi, em đâu có biết ăn cái này. Nó chị quá, ui nhiều quá. Để thấy nhiêu rồi? Dạ. Còn có 15 con rồi. Khi nào đẻ không? Đẻ thêm hả? Nhớ rồi ha. Mấy rồi, tính thôi. 4, 5, 7 20 đủ rồi. Chào. Vậy đếm lỗi, còn nữa 2 con nữa. Ủa, sao nhiều vậy? Chắc tặng thêm á. Còn hai mấy con rồi, trời ơi, chết rồi. Còn phải không? Dư rồi. Bây giờ mình trả lại hả? À, nó chui, nó chui vô. Rồi còn này. Còn nữa hả? Em ăn không em? Quay quay cái giả gì chứ. Rồi, cửa đây hết rồi. Được chưa? Rồi, cuối cùng là đã bắt ra được 20 mấy em. Lên đây ta ship, người ta khuyến mãi. Còn con nữa kìa. Còn nữa em ơi. Rồi, cuối cùng rồi. Cuối cùng thì cũng còn là cuối cùng thì mình cũng dư được mấy con, chắc là do bên đó người ta khuyến bên đó người ta khuyến mãi nên là mình sẽ thôi, người ta khuyến mãi mình cũng ăn thôi luôn. Rồi bây giờ mình sẽ rửa nha. Rồi các bạn đợi chút xíu. Thì theo lời hướng dẫn của anh chủ quán là anh kêu là mình cắt ớt vô trước đây, mặc dù không biết ăn cay nhưng chỉ thì vẫn cắt. À, chắc có ớt vô nó mới cái vị này mới ngon nè. Trời ơi, ăn cay để cho nó đỡ ghê. Ăn cay để ghê. Ghê quá. Lần đầu làm chuyện ấy. Đây, hết ớt luôn. Ăn ngỡ không vậy? Đang chơi. Hả? Có tắt không? Cho miếng tắt đi. Thôi được không? Ăn chua chua kìa. Ăn chua không? Chua cho nó ngon. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn nha, cảm ơn. Ừ, cảm ơn chị. Ủa, nhưng mà chị lấy cái tắt, chị gắn lên cái khay tắt đi má chứ. Nhưng mà giờ chị chưa ăn lần nào cho chị biết. Ừ, chị. Ở khi nào mình ăn xong mình tắt luôn. Này hỏi chị ăn lần nào chứ chưa ăn mà. Ủa không? Thế rồi, thêm ăn. Được rồi, thế được rồi, cay á. Rồi đó, đây là mọi người. Đây, hướng dẫn mọi người cách ăn luôn nha, mặc dù ăn lần đầu. Bây giờ, láo không? Hình như mình bỏ cái rửa sạch xong này, mình bỏ cái này vô đây cho nó nữa. Đúng không? Đấy, rồi cảm ơn chị, cho chị gắn đây còn quá trời nè. Đây ông đây cái cần đây muốn đây, hái cái nào ăn đây cái tắc này đúng rồi, mình sẽ hái ra đó. Đây cắt ra trời, muốn bỏ tắc vô cho chua chua ăn nhưng mà mình ăn cái đó lạ, ăn mình đó mình ăn vậy nó mới ngon. Em ngâm nước này sai rồi, mình ngâm nước vừa. Mình ngâm nước này cũng được vậy, vậy là mình hốc cái cốc chưa bỏ vô đây, người ta nó bỏ ở đây nè. Đây là nước chè ở đây, cắp vào đây. Hình như bỏ vô nước mắm nó chết á. Ta nói ngâm vô nước mắm này 2 phút. Cho nó chết đúng không? Giống như ăn giống như là ăn sushi. Ngâm vô. Ăn sushi mà bỏ vô nước cốt chanh cho nó ấy vậy đó. Tôm á, cái mà tái lại á. Dạ. Ăn nó mới không sao. Này bỏ thèm lắm mà nè, cho bỏ con đi. Đúng rồi. Ăn thử đi chị. Cảm ơn, cảm ơn. Giờ ăn sợ nó cắn cái mỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi 2 phút mình ngâm cái này. Giờ mình sẽ bỏ vô này mình chấm mình ăn. Thử coi nước mắm này ngon không. Thật là đỏ đi. Ngon. Bây giờ sao? Bây giờ ai ăn trước? Tủ xì đi. Anh ăn trước đi. Tủ xì. Thế giờ sẽ thì thua ăn trước hay là... Đúng rồi, mình phải chơi cái gì đó. Thua ăn trước đúng không? Đúng rồi. 1, 2, 3. Đâu gì vậy? Mày kéo hả? Rồi, ăn đi. Rồi. Rồi, Ben là... Sao lúc nào em cũng thua vậy? Không biết nữa. Ăn đi em. Ăn đi để anh rút kinh nghiệm. Dẹp này xuống đây. Ăn đi, ăn đi. Để em lựa con nào nhỏ nhất. Nhỏ nhỏ nó dễ ăn hơn. Đi. Ừ.
Rồi bây giờ bên nó người lần này ăn trước nha. Để bây giờ nó kêu á. Hỏi chị, để chị. Nè, ăn thử con đi. Thử con đi. Đi mà biến thôi. Trời ơi, buồn thiệt. Ôi giời, nó cạp gì mình đuổi luôn vậy. Ê, nó cạp đũa luôn rồi nha. Đi. Rồi, con lẹ đi. Nó thun lại luôn kìa. Ghê quá à. Ê, ghê quá, ghê quá. Rồi, nó cắn. À. Ôi à. Nó cắn kìa, còn nó có con cạp cạp kìa. Cái đầu nó có càng cắn rồi quá. 1, 2, 3 à. Trời ơi, ghê quá, ghê quá. Trời ơi, con nào nhỏ nhất đi. Sợ nó cắn quá à, bữa nay nó cắn mỏi mà. Ờ, nó cắn cái mỏi à. Bây giờ tao đại thánh nha mọi người. Ghê quá. Ừ, bây giờ mình sẽ lựa. Ừ. Con nào đây? Nhiều cây quá. Ê, nói chị. Thôi, từ từ. Gấp cái đầu nó. Mày ăn nãy thấy ngon không? Ngon. Đó thiệt. Gấp cái đầu thôi. Phải vô, bỏ lâu lâu xíu nó mới ngon. Cho chị con này. Bạn vậy. Ghê quá. Ngon. Ghê quá. Ghê quá. Ghê quá. Mạnh hơn, mạnh hơn, đúng rồi. Mạnh á. Giật ra. Mấy bạn comment thử thách, đừng có comment gì mấy thử thách ghê quá. Ghê quá. Bây giờ mình ăn đều đi ha. Không ăn đâu tùy ha. Giờ mỗi người ăn con nha. Nhưng mà hết được á, đỡ không ha. Ừ, đỡ sợ hơn tí rồi. Nhưng mà lúc nãy nhìn sợ sợ đó, giờ hết sợ á. Sợ không sợ. Sợ cặp bỏ em. Nãy cặp đâu á. Rồi 4 con trước đi. Cũng hay ăn chung với ta. Anh quay phim ăn với em với em phim. Trời ơi. Rồi bây giờ nha, anh quay phim ăn con. Thôi thôi. Con nữa đây. Lẹ đi. Nữa đây. Con giờ quay đang quay rồi. Lẹ đi, đừng để mọi người mong chờ nha. Đó. Sao xạo á, xạo á. Mà hồi ăn hết này này. Đâu có để bỏ qua được vậy. Lại đi, lại đi. Cặp mạnh vô. Né cái đầu nó ra kìa. Thì kẹp nó lại nè. Ăn giống như ăn nước dừa vậy đó. Ăn trái dừa vậy đó. Rồi. Thôi mà nhìn nó nhúc nhúc vậy thôi ha. Dễ thương lắm Minh ơi. Lại đi Minh ơi. Cặp một phát là được à. Cặp vô. Chút chút xíu nữa, bỏ uổng nhiều quá kìa. Không được. Chút chút xíu nữa, đừng có bỏ uổng. Chút nữa. Nhảy vô luôn, nhảy đầu nó luôn. Đúng rồi, nhảy đầu nó. Nó ăn không sao mà sợ cắn cái mỏ mình á. Là nãy anh đặt 20 con hả? Nhưng mà nãy giao nhiều, hai mấy con? Ui dồi ôi. Ăn đây là biết cái gì. Nhờ các bạn khán giả đếm giùm là tổng cộng hai anh Tôn Ngộ Không là ăn được bao nhiêu con. Mà nó tuột cái đầu ra nè. Nó trơn quá. Ghê quá à. Giờ mình quay mà mình ăn không hết nó sao không ta. Để mình nắm cái đầu lại coi. Ghê quá. Ăn lẹ đi. Tối về chắc nằm mơ tán đuông dừa quá. Nước mắm nó dính lên nè kìa.
Ý nó kẹp cái mỏ kìa. Rồi. Ghê quá. Ý bỏ nhiều gì để ăn chỗ lẻ. Rồi, được rồi. Ghê quá, ăn nhiều nhiều đi. Mấy bạn coi nha mấy bạn ơi. Ghê quá. Thử thách gì mà ghê gớm quá. Trời, nó cặp môi dưới kìa. Sao nó dài quá vậy? Vậy nó mới ăn cây dừa được chứ. Có tập chế mình đâu ta? Đi chơi à? Chắc ăn nữa là mưa. Nè, xong một hồi ăn nè các bạn. Ê, sao giờ? Giờ ăn không nổi rồi, bây giờ mình sẽ đi tìm. Mình sẽ đi tìm hàng xóm, cho mọi hàng xóm ăn phụ. Rồi nó đi tìm phụ. Một con thôi. Không có gì đâu. Rồi, đó, một con giao lưu với con uống dừa. Ôi, có chiên nhiều quá. Ôi, trời ơi. Ui. Rồi, cảm ơn chú. Cảm giác thế nào, cảm giác thế nào? Cũng ngon đúng không? Rồi, cảm ơn. Còn ai không? Con không? Sao chạy lẹ vậy? Chào cô. Con đây bảo. Con nghe nói ngon lắm. Mà cô có hồi đó con thấy ở ngoài đời chưa? Con thấy rồi. Chưa ăn đúng không? Con bé có ghế này, con bé. Cô làm gì ở đây không? Cô làm gì? Làm bánh hả cô? Dạ. Cái này mình làm hành dao rồi đó. Nói chuyện tí. Hôm nay hai chú đang đi thử thách là ăn cái con này. Bây giờ con ăn giao lưu một con vừa với tụi chú nha. Không, sao đâu, ngon lắm. Cái này là bên truyền hình là mình phải thực hiện hết. Giúp chú ăn một con đi. Cắn cái đít thôi, đúng rồi. Có chừng nó cắn. Ở đâu đó. Rồi, dĩ mạnh lên. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, đã thực hiện hết thành công, cảm ơn con. Cảm giác sao? Cảm giác sao? Thật khó ăn. Thật khó ăn hả? Nhưng mà ngon. Mà đó thì con có ăn chưa? Dạ, chưa. Trời ơi, chưa mà chào giác ăn ghê hả? Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn. Anh ơi. Chưa mà dám ăn, cảm ơn con nhiều nha. Rồi, đừng có nhả vô. Đừng có nhả. Chú ở đó thì chú thấy con này chưa? Chú thấy chưa? Dừa. Con này con đương dừa. Đương dừa. Mà đó chú thấy chưa? Chú thấy quậy. Dạ được. Con này là con đương dừa. Bắt đầu nó ra ngon lắm chú thiệt. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú nha. Thấy là hết hồn rồi. Nhưng mà chú mới thấy lần đầu đúng không? Đúng rồi. Rồi, đó, đây là người ta gọi là con đuông dừa. Con đuông dừa, cái này ngầm mấy con mắm ăn á. Cái này bay nhậu là hết sợi luôn chú. Nhậu là hết tẩy luôn. Rồi, cảm ơn chú. Hello, tụi em đang quay chương trình game show. Anh có coi tụi em chưa? Có, nó còn cái gì? Anh thấy đâu? Trình mà YouTube. Anh có coi người bí ẩn không? Anh có thấy đúng không? À, thì hôm nay tụi em đang thực hiện cái thử thách nè. Đó, anh thấy con này bây giờ chưa? Anh bây giờ thấy con này chưa? Anh biết con này con gì không? Con này người ta ăn con này con sâu. Con này sao? Con này ăn sâu. Con này người ta gọi là con đuông dừa. Đó, thì cái thử thách mà bên chương trình đưa ra là tụi em đi mời mỗi người ăn một con. Không, giúp em ăn một con. Ăn không có nước mắm không được. Thôi chị đó giờ em cầm cho nó khô nước mắm. Ăn được. Ăn một con đi. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi. Thì ở đây đố anh tiếp đây con gì không anh? Thế à? Anh hỏi đúng chưa? À, con đúng. Rồi, giúp tụi em nhé. Rồi. Anh ăn được bao nhiêu con cũng được hết. Để anh tên gì ạ? Học. Hả? Tên anh tên gì ạ? Kinh Tông Hồ Công Việt Nam. À. Wow. Kinh Tông Người ẩn á. Dạ. Để đây cho nó đồ ăn rồi. Rồi. Anh ăn được bao nhiêu con thì giúp tụi em được bao nhiêu con cũng được. Được không? Ba, đủ. Cái này uống thì tên. Thấy ok à. Đây, đây, đây.
Vậy ai ăn sạc không? Đây đây đây. Nhà gần đây luôn nhỉ mẹ. Nhà trong hẻm 163 luôn. Rồi bạn. Rồi. Rồi cảm ơn. Rồi con thứ hai, con thứ hai. Nữa hả? Con thứ ba luôn hả? Rồi. Nó chẹp bỏ nha. Rồi. Rồi nữa rồi. Rồi. Con thứ bốn hả? Mời em đăng luôn. Rồi đi tiếp đi. Rồi nói chung mình đã đi được con cũng gần nửa đường rồi. Bây giờ coi quay thử coi. Còn 2 4 6 7 7 con. 7 con. Giờ phải cần 2 người, một người ăn 4 con, người mai con. Rồi. Thử coi bây giờ mọi người ơi, hồi nãy giờ mình nói thành công rồi, không biết là Tôn Ngộ Không số 4 mà bình thường rất là thông minh anh lẹ, thì hôm nay thử coi sao nha. Mời con đi trước đi. Đi đi. Mời ai? Hello. Dạ hai chú. Thì con làm bên chương trình thử thách Tôn Ngộ Không Việt Nam. Đây thì con mời hai chú thử ra con này. Con này thì con chú Tôn nhiều rồi. Mà chú ở đó giờ chú thấy con này chưa chú? Nãy giờ. Rồi chú thấy chú ăn bao giờ chưa? Ăn rồi. Rồi rồi tụi con hỏi phỏng vấn gì thôi. Thì chú bây giờ chú giúp coi con một con đi. Tại vì bây giờ thử thách đưa ra là phải cho mỗi người ăn một con. Không ăn được. Rồi, cảm ơn chú nha. Chào mấy cô. Rồi tụi con là một chương trình dân show. Thì tụi con hỏi cho mấy cô đây là cái con gì, mấy cô với con cái con. Con không biết mà đó thì mấy cô thấy con này chưa? Con gì mấy cô? Cô nhìn nó giùm con đi. Tại vì người ta không biết con này con gì, người ta nói là bây giờ đi hỏi là. Ê giống con đu dừa hay con? Con đu gì chị? Con này con gì chị biết không? Nè con này con biết con gì không? Giống con nhận hay là con đu dừa vậy đó. Con đu dừa, đây là con đu dừa cho mọi người. Đó, đây, ok. Chị muốn thử ăn thử con không? À, chị biết con này là đu dừa đúng không? Dạ, cảm ơn chị. Đúng rồi, đây là con đu dừa nha mọi người. Dạ, cảm ơn cô. Đây là bên làm bên thử thách thử xem khán giả biết con này là con gì không ạ? Dạ, giới thiệu anh, đây là con đu dừa. Dạ, anh thử dùng thử một con. Ngon lắm anh. Không có gì hết á, anh thử dùng nó. Cái vị nó cảm giác nó thế nào thôi à? Anh giúp em một con thôi. Sao đấy ạ? Sợ. Rồi cảm ơn anh. Rồi. Đây theo là bên chương trình. Thầy tự đắc khán giả nữ xem biết con này gì mà. Dạ giới thiệu anh, đây là con đun dừa. Đây anh có thể dùng thử một con. Ngon lắm. Sao đấy ạ? Rồi không nghe. Không nghe hả? Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, mời hai này không? Không, không. Không có giờ kêu mọi người ăn hết là anh với em ăn. Bây giờ 8 con này ăn luôn hả? Ừ, 8 con. Đi qua đây nè, qua đây hỏi người ta con này con gì? Chú ơi, chú nhìn con đây chú biết con gì không chú? Đây con đang thực hiện cái thử thách, đây là đi hỏi khán giả đây là con này con gì. Rồi. Chị biết con này con gì không chị? Con này con sung. Không phải con sung. Không phải con sung. Con cây á. Không, không phải. Cái cây. Con cây gì chị biết không? Cái khủng á. Không. Cái khủng khác con dừa. Con dừa. Con này luôn dừa. Trong cây dừa á. Anh rất không đúng rồi, đúng rồi. Đó chị có ăn con này chưa? Đúng rồi, ngon lắm đúng rồi. Đúng rồi. Cái cây một con, cây dừa. Bây giờ chị ăn một con được không? Ăn một con cho vui.
Ủa đuông dừa sao sống dài quá cài nó chết à? Dạ không, chết đúng rồi, mấy con này là không dễ gì chết được. Đúng rồi, nghe nghe lâu lắm giờ mà chưa thấy qua. Đi chú ăn bao giờ cho. Đi chú thử đi, ngon lắm chú. Nó không có gì, nó chỉ là béo mà mập. Biết rồi. Không sống quá. Cái này phải có rượu vô mới mới ngon. Giờ thì sẵn lắm à. Giờ cũng chạy đi mua rượu ha. Thôi thôi nói chứ không muốn. Đuôn vừa thì nghe lâu lắm rồi. Rồi bây giờ chú ăn một con được không? Nó mới bị giờ. Tại vì ở đây hết tụi con là phải cho một người mỗi người ăn. Cái đầu chú. Con gà nó thấy con đuôn vừa nó sợ. Đó thì lâu quá không biết. À. Chú ăn thêm con nữa đi chú. Một con nữa mà. Rồi chú con nữa. Cái nhà này con sống thì nó béo béo gì đó. Là đi luôn rồi chứ. Dạ đúng rồi. Ý là nó đâu đâu đi luôn đâu. Người ta nói á. Dạ có gì luôn nữa chứ. Tụi con á là quá. Đúng rồi, cái này nó lớn con quá nó phải. Người ta hết luôn chương trình đặt ra cho tụi con á là phải làm sao để cho mọi người ăn hết cái gì này, chú giúp tụi con ăn được bao nhiêu con thì ăn. À, chú giúp thêm con nữa đi chú. Ngon, ngon nhưng mà con nữa đi. Dạ nhưng mà ngon. Con nữa đi chú. Này tôi nghe lâu lắm rồi. Dạ chú giúp con một con nữa rồi. To chẹt lên mà bà hỏi. Đây nè. Kẻ. Mời mấy chị kìa. Một con một xị. Dạ một con nữa đi. Rồi chú một con nữa đi chú. Rồi chú giúp một con nữa. Dài quá, dài dài không được. Chú ăn con này thôi chú. Kệ nhai đi. Nhưng mà nó bận mòn. Mình ăn cái bột được rồi chú. Ăn cái bột được rồi. Vậy đi cái bột. Cái này nó không béo béo. Nó cũng được. Cũng được. Đi xịt cái đó xong thì cái mũ xịt đó mà. Yeah. Con nó đi chú, con xịt đi. Rồi chú. Rồi chú ăn con đi lát nữa con biết nha, xịt cho. Biết rồi. Rồi một con nữa nha chú. Dạ 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 giới thiệu đâu à? Dạ. Nó giới thiệu cho cái kênh Tôn Ngộ Không Việt Nam ở trên YouTube. Đâu à? Dạ. Dạ gõ Tôn Ngộ Không là đúng rồi. Đúng rồi. Về bữa nó chú gõ lên là chú sẽ thấy chú Tôn Ngộ Không. Đâu là Ngộ Không Việt Nam. Dạ. Vừa phát sóng trên Người Bí Ẩn á chú. Tôn Ngộ Không Việt Nam. Đúng rồi, chương trình mới phát sóng Người Bí Ẩn tuần trước. Wow. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe. Giờ này thêm một la là một sĩ nữa nha. Rồi, cái gì chú lên may mắn. Chú lên kênh YouTube chú xem nha. Rồi, cảm ơn chú. Tôn Ngộ Không Việt Nam. Việt Nam. Dạ. Hoặc là Tôn Ngộ Không chịu view. Đúng rồi. Chú nhìn chú biết con này là con gì chú? Cái chuột. Không phải. Không, không phải chuột. Không phải chuột đâu. Nhìn kỹ vô. Tụi con đang tham gia một cái thử thách trên YouTube. Thì chú nhìn chú đoán được cái con này con gì không? Đó. Con hỏi đặt ra là đây là con gì. Đó, chú nhìn thử coi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chú này con đuông dừa. Đó. Chú có ăn bao giờ chưa? Bây giờ chú ăn thử một con chú. Con này con gì vậy? Con nhìn không biết con gì không? Ăn con không? Bán cho em một ca trà đá lớn. Để mua nước thôi, ca trà đá khác nước quá. Bán một ca trà đá đi. Con em mua nước mắm ở đâu vậy? Nè. Chị biết con này con gì không? Biết nhưng mà không nhớ mẹ. Ừ. Rồi chào anh ơi. Chào anh. Anh có coi Người Bí Ẩn không? Có coi Tình Người Rồi không? Không anh. Rồi anh coi anh sẽ thấy anh này trên YouTube nha. Rồi, đây là tụi em đang thực hiện thử thách của bên chương trình Kinh Tôn Ngộ Không. Đây, anh biết cái con này con gì không anh? À, con đuông dừa. Anh có ăn bao giờ chưa? Rồi, ăn rồi. Rồi, thì bây giờ chương trình thử thách đó là tụi em làm sao phải giúp một người giúp tụi em ăn một con. Anh giúp tụi em ăn một con để cho nó gần hết được không? Bây giờ cũng nhiều rồi, giờ anh giúp tụi em ăn một con đi. Giao lưu. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, wow, cái là anh biết ăn lắm. Rồi, bằng cái đầu đi luôn. Cái là anh đang kia đun nhiều kinh nghiệm quá. Rồi, cảm ơn anh nhiều, anh cảm giác thế nào? Rồi, cảm ơn anh nha. Ngon hả? Ngon anh. Rồi, anh có thể nữa đi anh. Anh có thể xem lại clip ở Kinh Tôn Ngộ Không Việt Nam nha anh. Rồi, cảm ơn anh. Có tiền. Nhiều. Anh đưa thêm. Ừ, quay con phim này lúc này đi cũng không tốn, hôm nay mới tiêu tiền á. Quay phim mà còn tốn tiền á. Nhiều. Nhiều chị. Rồi. Nghe đi. Rồi. Nó bay nó phép thuật đi trước rồi kìa. Lúc đâu? Nó lên lên rồi kìa. Rồi. Hồi nãy giờ hai ngộ công rất là mệt. Là đi cho mọi người ăn nhưng cuối cùng còn như đây nè mọi người.
quay gần lại đây. Còn 4-5 con mà bây giờ á là mệt quá rồi, nãy đi nhiều mệt mà mặc đồ này đi rất là mệt. Mọi người nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube Thanh Sang nha. Nói chứ bây giờ còn 5 con thì em tính sao? Đó. À, đây, em. Ở đây nó nghe nè. Nãy giờ con, cái nào đó kẹt, nãy 2 con, bây giờ là mọi người ăn còn 5 con đó. Bây giờ em ăn con đi, tụi anh mới ăn mỗi người 2 con. Nhớ bỏ cái đầu nha. Dạ. Ăn cái rồi. Mình kẹp cái mỏ. À, đúng rồi, kẹp cái mỏ đó nha. Rồi. Đây. Rất là tốt. Rồi, cảm ơn em nha. Em cảm giác thế nào? Bình thường ăn rồi, thôi bình thường ăn đi. Con nữa đi. Được. Rồi, bây giờ còn 4 con. Bây giờ tủ xì ai thua khách bốn con. Được không? Được. Ok. Tủ xì hả? Một. Ai thua ăn hết 4 con luôn. Ừ. Vô. Rồi không, em thử bánh tủ xì 4 cái đi ha. Hay là một lần luôn. Thôi một lần thôi. Rồi. Một lần ăn hết 4 con. Ừ, ok. Em chờ em thua nữa. Rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hình như cái số em nó bị thua rồi, sao ta? Mọi người ơi, cái đây là không có sự sắp xếp nha. Và hoàn toàn tự nhiên mà Ben do Ben xui mọi người ơi. Quả nhiên đúng là tôi còn không Việt Nam thì bây giờ mình sẽ đặc biệt hơn nữa, mình sẽ trong thời gian mình đếm từ 1 đến 60 giây là Ben phải ăn hết 4 con nó mới hay nha. Tại vì clip dài quá rồi. Rồi nha. Ăn sao hết. Clip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bao nhiêu em nãy bao nhiêu giây hả? 16 à? 60 giây hả? Ừ, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Yeah. Hả bận rồi. Và 24, 15. Anh giúp em được không? Không. Thôi giờ anh giúp em con đó. Rồi. Giúp con sống đi. Cái con nó chết rồi em ăn. Con sống chưa ăn. Trời. Thôi nhúng rồi. Trời anh ăn liền hai cái nó bận lên á. Rồi. Thử bận không? Em ăn con này nữa đi em. Hết chai lắm rồi. Con cuối cùng bạn ơi. Con cuối cùng nha. Kết thúc clip. Rồi. Cuối cùng là đã hết 20 con đuông dừa. Rồi. Sạch sẽ. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh YouTube Tôn Ngộ Không Việt Nam cũng như Tôn Ngộ Không Chị View trên YouTube. Thì các bạn hãy chia sẻ cái clip này nha. Bye bye.